Màu tím của loài hoa biểu tượng cho tình yêu thủy chung, hoa oải hương. Cũng vì yêu loài hoa này, anh Đậu Công Dũng đã dành hết khu vườn cho oải hương, dù rằng khi bắt đầu trồng, không khỏi nghi ngờ về hiệu quả kinh tế. Trồng các loài hoa khác nhanh thu hoạch hơn và cũng dễ bán hơn, còn với oải hương, mất gần cả năm mới thu hoạch. Đã vậy, giờ mới đưa về Đà Lạt, chẳng phải ai cũng biết cách để oải hương nở hoa. Nhưng mà khi làm cái loại hương này thì nó có những cái rất là có lợi. Ví dụ như anh ngồi đây nè, anh sẽ thấy là cái vườn này dù là làm nông nghiệp nhưng mà không hề có những cái mùi gì về thuốc sâu hay thuốc bảo vệ thực vật, nó rất là thơm. Đang bắt đầu có một xu hướng, các nhà vườn trẻ tìm đến những loài cây cho hương liệu như oải hương, và họ trồng oải hương cũng theo cách làm vừa xưa cũ nhưng cũng vừa mới mẻ. Oải hương trồng ngoài trời chứ không phải trong nhà kính, chúng mọc lên ra hoa như trong tự nhiên. Ở Pháp thì mình thấy cái giống này nó giống như một cái cây dại, nó gần giống như cái tam giác mạch của mình á, thì nó chỉ cần để hoang sơ thì nó mọc thôi. 39 dòng hoa oải hương, nhưng hiện tại đang có khoảng 12 dòng được đưa vào trồng để lấy tinh dầu. Đây vẫn được đánh giá là một trong những hương liệu quý giá đối với sức khỏe. Trà oải hương, 10 ký trên thị trường có giá 15 triệu đồng. Một lọ tinh dầu oải hương cũng ở mức 200-300 nghìn đồng, nhưng không dễ tìm mua. Nước mình mọi người hay dùng á, thì dùng tinh dầu để cho nó thơm phòng, hoặc là xong cho nó thơm nhà thôi. Tuy nhiên nó chỉ không ngừng lại ở đó. Mà tinh dầu là từ rất là xa xưa rồi, ở các nước châu Âu, phương Tây họ đã biết cách dùng tinh dầu để vào trong những vấn đề về trị liệu liên quan tới hệ thần kinh. Triển vọng kinh tế từ những loài cây hương liệu đang mở ra cùng với sự mạnh dạn đầu tư canh tác của những nhà vườn. Và điều bất ngờ, bất cứ nhà vườn nào khi trồng oải hương cũng cho rằng không gì dễ chịu bằng khi ngày ngày làm việc trong khu vườn oải hương.